Hôm nay cây mai về với chủ mới này. Ở xe cẩu ba giò vô nãy cây mai rất là to nha quý vị. Đẩy ra. Lấy cây mai cổ thụ này. Mai rất là to luôn. Xe ba giò. Như hố bom. Cây mai đã ra đi về với chủ mới rồi. Cây mai quá to. Toàn sơn đều. Thợ đào bắt đầu lắp cái lỗ này.
30 năm tuổi này. Mai này 30 năm tuổi này, cao khoảng 5 m, banh 70, banh gốc 70/70. Nay về với chủ mới xuyên mộc. Đây họ đang bắt đầu bó lại để chuyển cho nó đỡ vướng. Sao tài xế đây cái mai này Văn Trung bán có 30 triệu rồi, rẻ không các bạn? Cái mai đường kính xòe phải 7 m, cao 5 m, hơn 5 m, vành 70. Bán có 30 triệu thôi. Cây này mà lên bồn thì các bác thấy cái nó to phải nói chứ, là 7 mét thì xòe rất là to. 7 mét. Cây mai này gắn bó với mình 25 năm rồi. Hôm nay chỉ là còn kỷ niệm thôi. Hôm nay theo chủ mới thôi. Quy trình sẽ lên cột lại, cột bó lại, bó tàn lại. Cây xòe rất là to nên bó.
mấy ông thợ đã lấp xong cái lỗ kia rồi. À, nên xe là về thôi. Xe là về với chủ mới. Hạ giò. Thôi xe đã chở cây đi rồi, cây về với chủ Xuyên Mộc. Lắp đã lên thôi, cái đó mày mốt kiếm cây chắc cái chứ còn cây.